Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn đến với kênh Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay Lợi nói về chuyển đổi đơn vị đo độ dài, xin lỗi, đo thời gian nha các bạn, xin lỗi. Rồi, thì thứ nhất các bạn phải thuộc những cái đơn vị đo thời gian như sau. Thứ nhất nè, một thế kỷ bằng 100 năm, một thập kỷ là 10 năm, một năm là 365 ngày nếu là năm thường nha các bạn, còn nếu một năm nhuận thì là 366 ngày. Nhớ 4 năm sẽ có một năm năm nhuận, cứ 4 năm là sẽ có một năm nhuận, một năm sẽ có 12 tháng, một tuần sẽ có 7 ngày từ thứ hai đến chủ nhật đó các bạn. Một ngày sẽ có 24 tiếng hoặc là giờ. Một giờ sẽ có 60 phút. Một phút sẽ có 60 giây. Các bạn buộc phải thuộc những cái đơn vị thời gian này giúp lợi nha các bạn. Sau đó các bạn phải nhớ từ tay trái nè, từ thế kỷ chuyển qua năm các bạn nhớ làm phép nhân, nhớ từ trái sang phải làm phép nhân, được chưa ạ? Làm phép nhân, và muốn biết nhân bao nhiêu thì các bạn nhìn vào đây, đây, à, vậy đây là nhân cho 100, đây nhân cho 10 và đây nhân cho 7, tương tự như thằng kia cũng vậy, và ngược lại từ phải sang trái, các bạn làm phép chia, từ phải sang trái các bạn làm phép chia, chia cho bao nhiêu thì cũng nhìn vào số đó, chia 7, đây chia 10, được chưa ạ? Rồi, khi các bạn đã biết rồi thì bắt đầu mình giải bài tập viết số thích hợp vào chỗ chấm. 6 năm thì đổi qua bao nhiêu tháng thì các bạn nhìn vào năm qua tháng đây nè, từ năm từ trái sang phải làm phép nhân, vậy lấy 6 nhân cho 12 ra 72. Tương tự 4 năm 2 tháng đổi qua tháng thì 4 năm đổi qua 2 tháng lấy 4 nhân 12 ra 40, 48, 48 cộng 2 là 50. 3 năm rưỡi, các bạn phải hiểu 3 năm rưỡi chính là 3 phước 5 năm hoặc là 3 năm 6 tháng. Đó, được chưa? Vậy 3 năm rưỡi thì lấy 3 phước 5 nhân chuyển qua tháng, từ năm chuyển qua tháng nhân 10, 12. Các bạn tính 2 x 5 bằng 10 ghi 0 nhớ 1, 2 x 3 bằng 6 nhớ 1 là 7, thục vào 1 hàng. 1 x 5 bằng 5, 1 x 3 bằng 3 và cộng lại vậy ra là 3 2 4. Sau dấu phẩy một số phẩy vậy ra 42 tháng. Ok chưa ạ? Rồi, tương tự những bài còn lại các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu các bạn cố gắng comment.